liên quan đến giáo dục y tế. Sáng qua tại trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh, thành phố Biên Hòa, Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai đã tổ chức kỳ thi tuyển chọn học sinh vào các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2024-2025. Tham dự kỳ thi có 121 học sinh đến từ các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh, chủ yếu là trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh. Đây là những thí sinh đã được tuyển chọn từ vòng 1 của kỳ thi được tổ chức vào tháng 9 2024 với gần 430 học sinh dự thi. Trong số hơn 120 học sinh tham dự vòng 2, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ tuyển chọn 90 học sinh vào 9 đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tỉnh Đồng Nai, gồm các bộ môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, ngữ văn, tiếng Anh và tin học. Dự kiến Sở sẽ công bố kết quả thi vào ngày 13 tháng 11 tới. Những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sẽ chính thức triệu tập vào các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, bắt đầu kế hoạch bồi dưỡng chuẩn bị cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025 do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức. Được biết, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024, tỉnh Đồng Nai có 90 thí sinh dự thi và đã có 59 học sinh đoạt giải.